Thôi nhanh lên, nhanh lên. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Nè, đưa. À, dạ. Đưa làm gì xe ba vậy? À, dạ không có gì đâu ba. Bây giờ ba phải đi công việc. Mấy đứa đi vô nhà liền nghe chưa? Không đi ra ngoài đường. Ủa, ba không chăm sóc mẹ hả ba? Mày đừng nhắc mẹ với tao nữa. Mẹ mày là con đàn bà vô dụng nhất trên đời. Suốt ngày nằm một chỗ bắt người ta phục vụ mà. Đi vô nhà đi lên. Đi chưa? Hay là muốn ăn đòn? Dạ đi. Đi. Gì ta? Sao tự nhiên hư vậy? Em yêu ơi, xe anh bị hư rồi, anh sửa nhanh lắm, anh sửa xong anh chạy qua em yêu liền nha. Ok, để anh á. Anh quên bác sĩ nói gì hả? Bác sĩ nói hả? Mẹ không có được căng thẳng. Anh biết, nhưng mà bây giờ không nói cho mẹ nghe là ổng vô ổng lấy hết tiền, ổng đem cho nhân tình của ổng đó, em không biết hả? Hai bay rồi. Hai đứa bay phá chiếc xe tao đúng không? Ờ, dạ không có mà. Không có là sao nó hư? Làm tao bắt xe ôm đi thấy bà luôn vậy đó. Tiền mẹ tụi bay để đâu? À, không biết. Tao tự chạy luôn. Ơi, chỉnh nè con. Nó mất tiêu hết rồi trời. À, ba ơi, hay là ba ở nhà chăm sóc mẹ đi. Có gì á, mẹ tỉnh dậy, mẹ thấy ba chăm sóc mẹ, mẹ vui lắm á. Tao là tao không thấy vui rồi đó. Mày nghĩ sao bắt tao chăm sóc mẹ mày vậy? Gặp mẹ mày là tao chán thấy mẹ luôn rồi. Cái nhà này là thứ điều tao muốn dọn tao đi luôn á. Ây da. Mẹ tôi bị bệnh, chứ không có vô dụng như ông nói chứ. Thuộc trời mạnh mày. Thì ra là tụi mày giấu tiền, không sao đâu. Tiền nặng. Ê, 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 cho khác, tao không trả đó. Tụi mày giấu tiền hay quá ha. Tiền này là cái tiền á, tôi để dành tôi mua thuốc cho mẹ. Ông không có quyền gì mà ông lấy đâu nha. Ha! Tao lấy là làm gì mà tao? Tao là ba mày đó. Cãi không? Dùng thứ mẹ con mày là cái vô dụng, không làm được tính sự gì hết á. Có chuyện gì vậy mấy đứa? À, dạ mẹ không có gì đâu. À, chỉ là con với ba đang nói chuyện thôi chứ không có gì hết trơn á. Anh Vũ. Ừ? Anh chăm sóc hai đứa giùm em nha. Trời, nghĩ sao chăm sóc mấy đứa nhỏ này? Nó lớn có tay có chân phải què quặt rồi mà chăm sóc. Tôi có dành thời gian đi ra ngoài kiếm tiền nữa chứ. Ba! Sao ba lại nói vậy? Ba thấy thương mẹ đúng không? Đúng, không thương nữa. Ông đi đi, tôi không cần ông nữa. Đi đi mày. Mày là con tao phải, mày là cha tao. Nạt dân mấy ông lưng ra. Ngoại em. Ôi, mẹ, 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 mẹ. Bác sĩ nói là mày đừng quá căng thẳng nha. Mẹ bình tĩnh lại đi, không có sao đâu, có tụi con rồi. Anh hai nói đúng á, mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ đừng có quan tâm đến ba nữa nha. Mẹ cảm ơn hai đứa nhiều nha. Cảm ơn hai đứa đã chăm sóc cho mẹ. Không sao đâu mẹ, việc tụi con nên làm mà. Với lại á, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi nha. Cảm ơn hai đứa. Gì anh? Là ông ấy. Còn gì kia? Là dì Ngọc đó. Trời ơi, dì Ngọc, sao dì ấy lại ở đây? Trời ơi, dì đó tệ quá à. Vậy chắc dì ấy cũng lừa chồng của mình đúng không? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người họ đâu. Em sợ quá anh hai ơi. Đỡ như mẹ biết là sốc lắm á. Anh biết rồi, nhưng mà anh đã có cách rồi. Đi theo anh. Vũ Anh với con Vi đâu biểu ơi? Lẹ coi. Ngồi xuống đi, nó nói chuyện xíu. Bây giờ á, tao nuôi hai tụi mày tới bay lớn rồi, có tay có chân lành lặn, đi ra ngoài kiếm việc gì làm, nghe chưa? Mang tiền về đây, đừng có vô dụng như mẹ tụi mày. Nhưng mà tụi con có biết làm gì đâu. Sao không biết? Hở chút cũng biết, biết mày mở miệng ra mày hỏi mày chết hay cái gì hả? Bây giờ á, đi ra ngoài móc bọc bán giấy số, bán giấy chai, rửa chén gì cũng được hết trơn á. Làm kiếm tiền mang về đây, còn không thì đừng có bước gì cái nhà này nữa. Không, tụi con không có đi đâu.
tụi con còn phải chăm sóc mẹ nữa chứ. Thì mẹ mày á, để tao chăm sóc cho. Dù gì bà cũng là vợ tao. Đi đi. Thì đi. Dẫn Vi đi đi chạy. Lẹ tay lẹ chân lên. Lê mề. Kỳ anh ơi, gì đó tới rồi. Rồi xong rồi, anh có bằng chứng rồi. Mình đi đi đi, lẹ 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 đi. Anh. Cái gì? Anh hay thiệt á nha. Sao mà anh đuổi được mấy đứa nhỏ đi vậy? Em á thì em không có lo con vợ của anh rồi. Em chỉ lo mấy đứa nhỏ nó về thôi. Không sao đâu, yên tâm đi. Nó đi hết rồi. Trời ơi, cái gì? Con làm cái gì vậy? Hai con á, tính dắt chú đi đâu nữa? Chú ơi, chú đi theo con đi chú, chuyện này gấp lắm. Gấp cái gì, chú còn bận đi công việc nữa. Chú bỏ công việc đi, chuyện này rất là quan trọng. Dì Ngọc đang lừa dối chú đó. Cái gì? Đây nè, đây nè. Nè, chú coi đi. Cái gì? Không thể nào như vậy được. Trời ơi, bằng chứng gành gành ở đó rồi mà. Thôi chú đi theo con, lẹ lên, lẹ lên. Trời, mấy cái đứa nè. Ngọc, em đang làm cái gì vậy hả? Anh nghe em giải thích. Giải thích cái gì? Em đang ngoại tình với anh này đúng không? Hả? Ông Quân ơi, bạn bình tĩnh đi. Vợ của bạn á, qua chăm sóc vợ tôi, vô tình bị trúng gió là tôi bắt gió giùm ra. Chăm sóc hả? Anh ơi, đừng đánh. Cô đừng có giải thích cái gì nữa hết. Cô đi ngoại tình với con chó này. Ủa? Tôi đối xử tệ với cô lắm hả? Có chuyện gì vậy? Chị, xin lỗi chị, nhưng mà chị phải biết chuyện này. Thằng chồng của chị nè, đang ngoại tình với vợ của tôi đó. Mẹ. Mẹ. Biển. Tao đang điên đó, tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Mày còn đứng ở đây, tao đập mày chết. Anh tha cho em biết lỗi. Tha cái gì? Tôi với cô sẽ ly dị. Mà... đi. Không có gì đâu. Nếu mà cảm ơn á, cô phải cảm ơn hai đứa nhỏ kìa. Nhờ tụi nó tôi mới biết được chuyện này. Hai đứa. Dạ. Hai đứa muốn đi học không? Dạ có. Dạ có. Từ đây á, chú sẽ lo cho hai đứa học hành đàng hoàng và sẽ nhận hai đứa làm con. Thiệt hả chú? Hai đứa chịu không? Dạ chịu. Được rồi. Và thêm một điều nữa, chú sẽ đưa mẹ con vào bệnh viện để trị bệnh luôn. Con cảm ơn chú nhiều. Tới giờ đi học rồi nè các con. Mẹ coi coi. Đi học ngoan nha. Chào ba mẹ con. Ngoan. Chị sao rồi? Khỏe hơn nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhờ ơn cậu mà mẹ con tôi mới được như bây giờ. Thật sự mang ơn cậu nhiều lắm. Trời ơi, có cái gì đâu. Mình là người một nhà mà. Thôi, để ba nuôi, đưa hai con đi học ha. Đi, đi lấy đứa.